Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Roden Pan Vlog. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Tiểu sử cầu thủ Phạm Minh Đức. Phạm Minh Đức sinh vào ngày 5 tháng 5 năm 1976, là huấn luyện viên bóng đá, cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam, cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam năm 2002. Minh Đức đã từng liên quan đến tranh chấp chuyển nhượng ở V-League năm 2003, được đội bóng chủ quản hàng không Việt Nam yêu cầu đội bóng Hoàng Anh Gia Lai phải tuân theo luật chuyển nhượng và phải trả một mức phí có giá trị thấp nhất là 500, tương đương 0,17% mức lương tối thiểu của người Việt khi đó. Ngày 13 tháng 2 năm 2016, Minh Đức được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hà Nội TNT thay cho Phan Thanh Hùng sau chuỗi trận đấu có thành tích bê bát của đội bóng. Ngày 17 tháng 3 năm 2016, Minh Đức chính thức xin từ chức nhường lại vị trí huấn luyện viên trưởng đội bóng Hà Nội TNT cho trợ lý Chu Đình Nghiêm. Thông tin cá nhân. Tên đầy đủ Phạm Minh Đức, ngày sinh mùng 5 tháng 5 năm 1976, nơi sinh Hà Đông, Việt Nam, chiều cao 1m65, vị trí hậu vệ. Thông tin về câu lạc bộ hiện nay Hà Nội TNT, câu lạc bộ trẻ Công an Hà Nội, câu lạc bộ chuyên nghiệp năm 2002 đến năm 2003 thi đấu cho câu lạc bộ hàng không Việt Nam. Năm 2003 đến năm 2004 thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Năm 2005 đến năm 2007 thi đấu cho câu lạc bộ Quảng Nam. Năm 2007 thi đấu cho câu lạc bộ Thể Công. Năm 2007 đến năm 2010 thi đấu cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Năm 2010 thi đấu cho Hà Nội TNT. Năm 2011 thi đấu cho Hòa Phát Hà Nội. Năm 2011 đến năm 2013 thi đấu cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Về đội tuyển quốc gia, năm 2002 thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Năm 2004 đến năm 2016 là huấn luyện viên của đội tuyển Hà Nội TNT. Năm 2016 từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 17 tháng 3, huấn luyện viên của đội tuyển Hà Nội TNT. Trưa ngày 13 tháng 2, vừa kết thúc cuộc họp với ban lãnh đạo, câu lạc bộ và ban huấn luyện viên Phạm Minh Đức đã chia sẻ với báo chí cảm giác của anh lúc này khi vừa được bổ nhiệm là huấn luyện viên trưởng của Hà Nội TNT thay thế cho huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Tôi bất ngờ, rất bất ngờ. Từ trước đến nay tôi chưa nghĩ đến chuyện tôi sẽ đảm đương công việc này. Tôi đã lên kế hoạch cho năm 2016, đó là chịu trách nhiệm làm bóng đá trẻ. Trước mắt làm huấn luyện các cháu ở U19 đang tham gia giải U19 quốc gia. Thế nhưng thật bất ngờ, tôi được ban lãnh đạo câu lạc bộ tin tưởng giao trọng trách cầm quân Hà Nội TNT thay thế cho huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Đội bóng của chúng tôi sẽ tham gia V-League 2016 chỉ một tuần sau đó, huấn luyện viên Phạm Minh Đức nói. Tôi nghĩ nếu tôi từ chức, tôi sẽ bị coi là hèn nhát. Khi được giao nhiệm vụ, tôi nhận lời và tôi sẽ cố gắng để ban lãnh đạo không thất vọng về tôi. Nên người cầm quân đội U21 báo thanh niên tham dự U21 quốc tế báo thanh niên thẳng thắn. Trước việc V-League 2016 sắp khởi tranh, khi mà chỉ một tuần nữa Hà Nội TNT sẽ gặp Thanh Hóa ngay trên sân nhà Thanh Hóa, huấn luyện viên Minh Đức cho hay anh và các cầu thủ sẽ bắt đầu luyện tập ngay từ chiều ngày 13 tháng 2. V-League luôn luôn khắc nghiệt và tiềm ẩn rất nhiều yếu tố bất ngờ. Áp lực của một huấn luyện viên dẫn dắt đội bóng ở V-League thường là rất căng thẳng. Anh Phan Thanh Hùng là một huấn luyện viên giỏi, giúp Hà Nội TNT chiến thắng ở rất nhiều đấu trường. Đó cũng là một áp lực đối với tôi. Tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn, huấn luyện viên sinh năm 1976 nói. Trước thông tin, một số báo bình luận huấn luyện viên Phạm Minh Đức tuổi trẻ, có tài năng, song ít kinh nghiệm, chưa dẫn dắt một đội bóng nào tại V-League. Chia sẻ với báo chí, huấn luyện viên từng đưa U21 Hà Nội TNT vô địch giải U21 báo thanh niên 2015 thẳng thắn. Họ nói đúng, nhưng tôi nghĩ ai cũng sẽ có sự khởi đầu, không có sự khởi đầu làm sao có sự kết thúc. Minh Đức nhận nhiệm vụ mới từ những ngày đầu tiên của năm mới Bính Thân. Huấn luyện viên 41 tuổi này giao đội U19 mà anh đang đảm đang cho trợ lý của mình là huấn luyện viên Lê Hồng Minh và huấn luyện viên cựu thủ môn Dương Hồng Sơn. Huấn luyện viên Minh Đức thừa nhận anh đang khá hồi hộp với công việc mới, nhưng cảm giác này sẽ mau chóng đi qua để anh và ban huấn luyện cùng chung sức đưa Hà Nội TNT thành công tại V-League 2016. Sự nghiệp của tôi luôn có những bất ngờ, tôi đón nhận và luôn nỗ lực hết mình. Tôi tin là tôi sẽ làm được,
Tôi có lợi thế khi không phải một người xa lạ với mái nhà chung Hà Nội Tiên Tỷ. Tôi đã làm đội tuyển trẻ tại đây thời gian dài. Trong đội hình tham gia V-League cũng có những cầu thủ thân thuộc với tôi qua các giải trẻ trước đây. Tôi sẽ mang những kinh nghiệm mình có 9 năm thi đấu trước tại V-League, thời tôi còn là cầu thủ, những kinh nghiệm từng là huấn luyện viên trưởng của U21 Hà Nội Tiên Tỷ và U21 Báo Thanh Niên và các giải trẻ khác, cộng thêm sự học hỏi của những người thầy đàn anh đi trước và các đồng nghiệp cộng sự để đảm đang công việc này, ông thầy cá tính bộc bạch